Sống sống như hòn đá, sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hóa ta thành đá. Bước vào đời với đôi bàn tay trắng, có thật khó khăn dù bị giàu để cho may mắn anh và mày chỉ đâu về miếng ăn. Cái thằng cái thẳng là cái chiến thắng hả? Ba cho Philip ở DAP. Thì là thứ hôm nay hay cái mai chi? Tình nghĩa là thứ sao bằng hai ly. Đến làm gì tôi phải quay đi may vì có ai biết được bản thân mình muốn gì? Hay cứ để trong đời này cuốn đi. Ngẩng đầu cao tôi phải đi xuống vì cho mọi người mình muốn mà muôn vị. Có người chỉ đời tôi số một thành hai, có người đã đi, có người ở lại. Ai cũng muốn là mình đúng, ha? Đâu có ai muốn là mình sai đâu. Sống giống như hòn đá, sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình. Tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hóa ta thành đá. Vì tâm hồn đã giá bằng. Có ai biết là, có ai biết là mình đang sống như một cuộc sống trong hang à? Thì biết cắm vào, thì biết cắm vào. Thiết điện thông chỉ là nói không ngoan à? Tôi là cay đắng với những người không quen à? Họ hay mắng với người đông chen à? Sao phải làm màu khi mọi người trong men à? Sao phải nói xấu xong khen à? Khi mà ta giàu họ tấn đi, khi mà ta ngầu họ sân si, khi mà ta sầu họ nâng ly, nên ta cầu họ bưng đi. Trăm mười mười ý mới cứ một vẻ, muốn người hiểu mình thì phải lột tả ra. Sao phải chọn vẹn chỉ được một nửa, đi tứ phương không chỉ một ngã ba nè. Tôi đã có tiền có chain ha, thùm rapper sang ngồi xe hơi nè. But we got everything to xem, để anh cơ phải bài đại học nghe chơi nè. Oh yeah love ha, anh không cần thêm một chất vô bổ. Living life like never know, everywhere they go that they keep it low. Không một tình yêu, chỉ biết thân mình. Hey, hey, you know.